Kính chào quý vị khán giả, những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Ukraine tuyên bố tấn công hủy diệt kho đạn dược của Nga ở bán đảo Crimea. Tư lệnh không quân Ukraine, Trung tướng Mykola Oleschuk tuyên bố họ đã thực hiện một cuộc tấn công hủy diệt vào kho đạn dược của Nga ở bán đảo Crimea. Một lần nữa, máy bay Ukraine bị phá hủy bởi tuyên truyền của đối phương vẫn tiếp tục thực hiện thành công các nhiệm vụ chiến đấu. Trung tướng Oleschuk nói trên kênh Telegram đề cập đến báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga rằng 5 máy bay quân sự Ukraine đã bị phá hủy tại một sân bay ở Poltava. Trung tướng Oleschuk không nêu rõ địa điểm, nhưng đăng tải một đoạn video từ kênh Telegram địa phương có liên kết với Ukraine, Krymsky Vetter, được cho là chiếu cảnh cuộc tấn công vào Balaklava gần Sevastopol. Thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm, ông Mikhail Razvolhaev, hôm 1 tháng 7 cho biết lực lượng không quân Nga đã phá hủy 5 mục tiêu của Ukraine trên Biển Đen và ở quận Balaklava. Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc tấn công trên không và trên biển nhằm vào các mục tiêu của Nga ở Crimea. Gần đây, Ukraine cũng đã tăng cường nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng không của Nga tại bán đảo này. Trong một diễn biến khác, các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2 tháng 7 cho biết Ukraine dự kiến nhận được tin tốt về việc mua thêm hệ thống phòng không. Quan chức cấp cao giấu tên nói với Reuters rằng tin tốt kể trên sẽ đến với Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Washington vào tuần tới. Hội nghị diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7, một phần nhằm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập liên minh quân sự này. Chúng tôi hy vọng có thể tham dự hội nghị thượng đỉnh và đưa ra một số thông báo mới về phòng không. Các bạn đã nghe nói rằng Ukraine rất muốn có thêm Patriot hoặc có các hệ thống tương tự. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có thêm một số tin tốt cho họ. Quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Trong nhiều tháng qua, các quan chức Kiev thúc giục các đồng minh cung cấp thêm hệ thống phòng không để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái thường xuyên từ lực lượng Nga. Nga tung chiến thuật mới ở Ukraine khiến đối phương hoang mang. Cơ quan báo chí thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga vừa triển khai chiến thuật mới là sử dụng xe máy băng qua những cánh đồng trống, giảm thiểu nguy cơ bị máy bay không người lái Ukraine tấn công, đồng thời xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương từ hai bên sườn. Đại tá lục quân Nga về hưu, nhà phân tích quân sự Viktor Litokin nói với Sputnik, quân đội Nga gây choáng váng trước tiên cho đối phương bằng pháo binh hoặc tên lửa, sau đó nhanh chóng tiếp cận khu vực. Trong lúc đối phương hoang mang, các lữ đoàn xe máy xuất hiện và thực hiện các đòn tấn công. Đại tá Nga so sánh cuộc tấn công bằng xe máy với các cuộc tấn công kỵ binh của thế kỷ trước. Tờ The New York Times cho rằng chiến thuật trên có thể hữu ích cho việc vượt qua những cánh đồng nhiều mìn nhờ người đi xe máy có tầm nhìn tốt hơn. Tuy nhiên, theo ông Litokin, giả định của tờ báo là vô nghĩa vì nó chẳng khác gì một nhiệm vụ tự sát. Truyền thông phương Tây tuần qua dẫn thông tin từ binh sĩ Ukraine tại mặt trận cho rằng quân đội Nga đang sử dụng ngày càng nhiều xe máy, xe mô tô địa hình cho hoạt động tiến công. Tờ The New York Times thừa nhận chiến thuật phi truyền thống đã chứng minh hiệu quả và quân đội Nga đang có đà tiến nhanh chóng. Trong diễn biến liên quan, một máy bay không người lái cảm tử Kamikaze của Nga đã đánh bại xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine do Mỹ cung cấp. Hôm 1 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết phương tiện thiết giáp này đã bị phá hủy ở vùng Adipka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPA tự xưng. Một kênh Telegram của Nga tuyên bố có liên hệ với quân đội đã đăng tải các đoạn video được quay từ một máy bay không người lái khác. Trong đó, có cảnh chiếc Bradley dường như đang bốc cháy sau khi bị bắn trúng. Hôm 2 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tấn công tên lửa phá hủy 5 máy bay quân sự Ukraine và làm hư hại 2 chiếc khác. Quân đội Nga cũng đã công bố một đoạn video ngắn quay lại cuộc tấn công và hậu quả từ trên không. Tên lửa chiến thuật Iskander-M mang bom chùm dường như được sử dụng trong cuộc tấn công này. Mục tiêu cuộc tấn công là một sân bay ở phía đông nam thị trấn Mykolaiv ở vùng Poltava của Ukraine. Vị trí mục tiêu ở miền trung Ukraine tương đối xa tiền tuyến nhưng lại nằm trong tầm bắn ước tính 400 km của tên lửa đạn đạo Iskander. Trong khi đó, Ukraine cũng đăng video triển khai máy bay không người lái FPV tấn công một hệ thống pháo MSTS và hai hệ thống pháo BM-21 Grad của Nga, dường như đã khiến chúng bị phá hủy. Nga tập kích cản đường F-16. Nga thời gian qua nhiều lần tập kích căn cứ không quân ở thành phố Starokostiantyniv nhằm ngăn chặn hiểm họa từ máy bay chiến đấu F-16 mà Ukraine sắp nhận được từ đồng minh. Reuters ngày 2 tháng 7 mô tả về những tiếng nổ rền vang ngay trước bình minh khi lực lượng phòng không Kiev nỗ lực đẩy lùi cuộc tấn công của Nga vào thành phố nhỏ Starokostiantyniv ở phía tây Ukraine.
Thành phố này là nơi đặt một căn cứ không quân quan trọng của Ukraine và gần đây thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của Moscow. Vài giờ sau vụ tấn công, những con phố sạch sẽ của Starokostiantynivka đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, vụ tấn công trước đó vào hôm 27 tháng 6 đã nhắc nhở Ukraine về những thách thức mà họ phải đối mặt khi xây dựng lại lực lượng không quân và triển khai những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên do Mỹ sản xuất. Ukraine dự kiến sẽ nhận những chiếc F-16 đầu tiên trong tháng 7 với hy vọng chúng sẽ giúp bảo vệ toàn bộ chiến tuyến đối phó với hỏa lực mạnh, bao gồm bom lượn của Nga. Giới chức Ukraine chưa tiết lộ những chiếc F-16 sẽ được triển khai tới địa điểm nào. Tuy nhiên, sau cuộc tấn công vào Starokostiantynivka tuần trước, Moscow cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào các sân bay có thể tập trung F-16. Căn cứ không quân tại Starokostiantynivka đã bị tấn công thường xuyên bằng máy bay không người lái và tên lửa siêu thanh kể từ những ngày đầu của cuộc xung đột Ukraine-Nga hồi cuối tháng 2 năm 2022. Các nhà phân tích quân sự cho biết Nga có thể nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của căn cứ không quân như đường băng và cơ sở lưu trữ nhằm khiến việc sử dụng F-16 của Ukraine trở nên khó khăn hơn. Các cuộc tấn công của Nga gây ra những khó khăn nhất định nhưng sẽ không thể phá hoại nỗ lực bàn giao và sử dụng F-16 cho Ukraine, phát ngôn viên không quân Ukraine nhấn mạnh. Ukraine đón tin vui từ Hà Lan và Mỹ. Hà Lan và Đan Mạch hồi năm ngoái thành lập liên minh máy bay chiến đấu cùng 9 quốc gia khác với cam kết cung cấp cho Ukraine nhiều chiếc F-16. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan sắp mãn nhiệm Kaisa Ollongren hôm 1 tháng 7 cho biết nước này đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và sắp chuyển giao cho Ukraine lô F-16 đầu tiên trong số 24 chiếc đã hứa. Tuy nhiên, vì lý do an ninh nên bà Ollongren từ chối cung cấp thông tin về số lượng cụ thể và khi nào lô hàng đến Ukraine. Trong khi đó, Politico cho hay 15 hạ nghị sĩ Dân Chủ vừa kêu gọi Bộ Quốc phòng Mỹ mở rộng quy mô và tăng tốc độ đào tạo cho phi công Ukraine để điều khiển F-16. Mỹ và các đồng minh trước đó không chỉ cam kết viện trợ F-16 mà còn hứa giúp Kiev đào tạo phi công cùng nhân viên kỹ thuật người Ukraine để vận hành máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư do Mỹ sản xuất. Mỹ bung Patriot cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ vừa ký hợp đồng trị giá 4,5 tỷ USD để sản xuất nhiều tên lửa phòng không Patriot. Kiev Independent cho hay thỏa thuận dự kiến kéo dài nhiều năm và Lockheed Martin sẽ sản xuất 870 tên lửa MSE Park-3 cho Bộ Quốc phòng Mỹ. Tuyên bố cho biết thỏa thuận nhằm tăng cường năng lực của quân đội Mỹ cũng như hỗ trợ các đồng minh Washington ở nước ngoài, bao gồm Ukraine. Mỹ trước đó cho biết họ sẽ ưu tiên giao diện tiếp tên lửa phòng không cho Ukraine thay vì hoàn thành đơn đặt hàng cho các nước khác, đặc biệt là với tên lửa Patriot và NASAMS. Tên lửa Park-3 MSE đang có nhu cầu cao vì hiệu quả thực chiến. Nó có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo chiến thuật, hành trình và siêu thanh cũng như máy bay. Phạm vi đánh chặn mục tiêu trên không của tên lửa Park-3 MSE là 120 km và mục tiêu đạn đạo là 60 km. Kiev đã nhận được hệ thống Patriot đầu tiên từ Mỹ vào nửa đầu năm 2023. Kể từ đó, hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Washington đã chứng tỏ vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine. Kiev đã kêu gọi các đối tác cung cấp thêm hệ thống phòng không khi Nga tăng cường các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine. Romania hôm 20 tháng 6 tuyên bố họ sẽ chuyển giao một hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Đức cũng đã chuyển giao hai hệ thống của mình và hệ thống thứ ba đang trên đường đến Kiev. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.